Thế đây, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái lỗi mà cái cảm biến dò lai này nó có nhận tín hiệu nhưng sẽ không hoạt động ở cái chế độ cảm biến dò lai này. Một trong những lý do đó khi ta chuyển chế độ ở trên con inbox casebot này thì khi ta chuyển độ nó sang cái chế độ dò lai tự động thì cái hệ thống cảm biến này nó sẽ thực hiện đọc tín hiệu dò đường ở phía dưới. Có vạch màu đen thì nó nhận tín hiệu, các bạn nhìn thấy cái mắt mà đọc. Với cái phiên bản update V2 mới này thì cái cảm biến dò lai này nó sẽ nhận tín hiệu thông qua cổng số 4. Và trong cái bài trên bản Xbox thì các bạn để ý rằng cái cổng số bên chân trái của nó thì đây là cổng số 1, cổng số 2, cổng số 3. Cổng số 4 của nó sẽ ở phía bên chân này. Theo cái hướng dẫn ở cái phiên bản cũ thì cái chân này nó sẽ cắm vào cổng số 1 ở phía bên kia nên tín hiệu của nó sẽ không nhận được. Hoặc nếu các bạn có lập trình ở trên máy thì các bạn cũng kiểm tra xem là cái trong câu lệnh của mình đọc dữ liệu ở từ cổng này và ta đọc nó từ cái cắm vào cổng tín hiệu số mấy. Như trên với bộ Xbox KC4 mặc định thì nó sẽ cắm vào, ta sẽ chuyển từ chân số 1 sang chân số 4, khi đó cảm biến dò lai sẽ hoạt động. Vừa rồi tôi đã thực hiện thao tác rút cái dây số cắm ở cổng số 4, số 1 sang cắm ở cổng số 4 ở chân phải. Thì khi đó cái hệ thống tín hiệu nó vẫn nhận bình thường và bây giờ ta sẽ thực hiện kích hoạt cái chế độ dò lai để xem robot KC bot hoạt động thế nào nhé. Đấy, các bạn thấy đang thực hiện thao tác dò lai. Việc dò lai chính xác đồng nghĩa với việc là tốc độ đi của xe có khả năng là sẽ chậm. Đấy. Với một cái sa bàn rất đủ rộng thì tôi tin chắc rằng cái bạn inbox này sẽ có sức mạnh hơn hẳn các cái bạn robot khác. Đấy, các bạn xe bạn này đang di chuyển thực hiện dò lai trên cái bản đồ. Đấy, cái quá trình xoay với cái bất kỳ để đảm bảo cho rằng là chiếc xe của chúng ta dò được chiếc lai với một cái sa bàn là đủ lớn thì bạn robot này sẽ luôn bám được cái đường. Các bạn thấy xem bạn bám đường đi rất hay. Như vậy vừa rồi để khắc được cái khắc khắc gọi là sửa được cái lỗi robot Xbox không dò lai được thì các bạn để ý nhé, đó nó không dò lai được chính là do ta cắm nhầm cổng kết nối giữa cái con mắt đọc này với cái chân kết nối ở phiên bản mặc định theo hướng dẫn của sách thì nó là cắm cổng số 1. Thì các bạn rút cái chân số 1 cắm sang cổng số 4 thì ta sẽ hoạt động được. Nếu các bạn thiết lập nó ở cổng khác thì cũng chuyển nó về đúng cổng đấy thì chế độ dò lai nó sẽ hoạt động được nhé. Rồi, chúc các bạn thành công.